Xin kính chào quý anh chị. Tại em đang đứng trên đường Lê Hồng Phong. Ở đây thì cách ngã tư Phú Văn theo hướng của camera của mình đó là khoảng 200m nha quý anh chị. Còn ở đây là đường về Lê Hồng Phong luôn, nhưng mà đường về nên là đường về cảng Bà Lụa nha quý anh chị. Ở đây là hẻm 1144. Đường Lê Hồng Phong, hẻm này có bề ngang khoảng 4m nha quý anh chị. Thì bất động sản của mình sẽ nằm trên mặt tiền trên con đường hẻm này, đường 1144 này. Ở đây thì gần trung tâm rồi, gần chợ Phú Văn, nhà thờ, trường học. Thì ở đây là rất gần trung tâm rồi quý anh chị. Thì bây giờ mình sẽ quay vào phía trong cho quý anh chị xem lô đất của mình nha quý anh chị. Từ vị trí này đi vào lô đất của mình khoảng 30m nha quý anh chị. Rồi mình tới lô đất rồi quý anh chị ơi. Thì lô đất của mình có bề ngang là 5m mặt tiền đường. Đường bê tông này thì hơn 4m luôn quý anh chị. Đường bê tông này, đường hẻm 1144. Ở đây là phường Phú Thọ nha, thành phố Thủ Dầu Một cho quý anh chị. Lô đất của mình là lô đất mình có mặt tiền là sát bề tường luôn quý anh chị. 5m từ bề tường này qua đây là 5m. Thì sau của nó là 22m nha quý anh chị. 22m. Thì tổng diện tích của lô đất là 112m2. Trong đó có 80m là thổ cư nha quý anh chị. Thì mức giá mình sẽ để phần mô tả nha quý anh chị. Hiện tại nghe đất trống, người ta tận dụng, người ta làm vườn, trồng cây ăn trái, trồng rau. Em quay ở phía sau luôn cho quý anh chị xem nha. Đây. Nó trống quý anh chị. Thì lô đất của mình chiều sau xuống tới cột bê tông này quý anh chị. Cột bê tông này là hết trống rồi. Đó quý anh chị. Thì lô đất của mình nằm rất gần với là trung tâm, có mặt tiền đường bê tông phía trước là khoảng 4 đến 5m luôn anh chị. Này xe hơi đi vào hai chiếc cũng được nha quý anh chị. Thì quý anh chị mà cần thêm thông tin về lô đất này, sổ đất cũng như vị trí thì liên hệ em cung cấp cho quý anh chị. Còn hiện tại là chủ đang cần bán lô đất này, nó mất giá cũng tương đối. Nếu như mà quý anh chị cần thêm thông tin thì liên hệ em sẽ cung cấp cho quý anh chị. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã xem đoạn clip của bên em ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý anh chị.